Hello mọi người, hôm nay Hà sẽ hướng dẫn mọi người cách nấu trà sữa tại nhà nha. Nhanh gọn lẹ mà đỡ tốn nhiều thời gian nữa. Đây là cái combo set trà sữa mini bên Hà. Cái combo mini này thì thường thường Hà hay làm để Hà tặng cho khách hàng đó. Nó chỉ có nửa set lớn Hà bán thôi. Cái combo này thì nấu ra được 2 đến 3 ly trà sữa, tùy theo ly lớn hay là ly nhỏ mình vừa uống ha. Trong cái combo này là có gói bột sữa, gói trà, gói đường và gói pudding. Thường Hà bán thì Hà bán combo lớn. Cái combo lớn như thế này nè, trong đó nó có boba, pudding và little boba. Nhưng mà tại vì hôm nay Hà nấu ở nhà, Hà tự Hà nấu set nhỏ thôi, chứ nấu cái set bự như thế này có một mình Hà mà Hà uống không hết. Cái combo này thì nấu ra được 5-6 ly full topping luôn, đầy cho cả gia đình 5-6 người uống cũng được, còn ly nhỏ nhỏ nhiều hơn nữa nha. Cái combo này trọng lượng của nó là 850g đến là 950g gần 1 ký luôn á. Nói chung là có khoảng gần 2 pound luôn á. Hà thích ăn topping lắm cho nên là chia ra cái combo nó cũng đầy đủ topping. Khi mà các chị không thích ăn topping nhiều, các chị có thể là mua 2 set trà sữa rồi mua 2 combo là ra được 4 set luôn á, tại cái cấp topping của Hà làm nhiều lắm nha. Bây giờ mình bắt tay vào mình làm trà sữa nha. Các chị nấu cho Hà 1 lít nước sôi, 1 ấm nước sôi lên. Hoặc là nó có 2 cách nấu. Các chị có thể là bỏ vô đây. Cái set mini á là mình bỏ 500ml thôi ha, còn cái set lớn như Hà bán là phải bỏ 1 lít ha. Đó, đông lượng vô đây là đúng 500ml nước. Xong rồi bắt lên bếp nấu cho sôi lên, rồi bỏ gói trà vào, quậy đều lên rồi tắt bếp, ủ 15 phút. Lọc lấy nước cốt trà rồi bỏ bột sữa và đường vô nha. Nhưng mà hôm nay Hà hướng dẫn cái cách này cho các chị nhanh hơn nữa là không có cần phải nấu nữa, chỉ cần nấu cái ấm nước sôi thôi là được rồi nha. Cái ấm nước của Hà bây giờ nó bắt đầu nó sôi rồi đó. Đó. Giờ Hà sẽ đông vô đây là 500ml nước nha. 500ml nước. Đổ vào cái nồi. Như đây là 500ml nước xong đó thì đây là cái gói trà bên Hải ha. Hải sẽ nấu cái loại trà thái xanh nha. Nè, bỏ trà vô, bỏ hết cái gói bột trà vô ha. Xong rồi mình lấy cái muỗng, cái đũa gì cũng được, khuấy cho đều lên, thật là đều lên luôn. Xong rồi đậy nắp lại, ủ 15 phút nha. Mà đậy nắp lại, để đó ủ 15 phút rồi mình để qua. Và bây giờ cái bước tiếp theo là mình sẽ làm pudding nha. Mình làm pudding để mà mình uống với trà sữa nè. Đã chuẩn bị sẵn, đây là pudding trà xanh, đây là pudding trứng, đây là pudding sòi và đây là pudding phoi mô ha. Còn cái này á là jelly nha, giống như gọi là xương sáo á. Đây là 4 cái loại pudding topping bên Hà ha. Giờ làm pudding nha. Với một gói pudding như thế này á là mình sẽ làm 200ml nước sôi nha, đúng 200ml nước sôi. Còn cái gói pudding lớn á, mà dùng cho combo lớn á thì Hà sẽ làm là 350ml. Nhưng mà cái gói mini thì Hà chỉ làm 200ml thôi. Các chị gót vô trong có cái đồ lường nè, mình gót vô đây đúng 200ml nước sôi. 200ml nước sôi nha. Bắt đầu mình sẽ hôm nay đi Hà sẽ làm xương sáo chứ đi, xương lâu chứ. Gót vô đây. Xong rồi mình khuấy cho đều ra. Khuấy cho nó tan hết trơn đường, jelly, xương sáo nó tan, nó hòa tan hết luôn. Xong rồi thì mình để cho nó nguội, mình để đó cho nguội. Rồi mình bỏ tủ lạnh ngày hôm sau, vài tiếng ngày hôm sau là đã có xương sáo đó. Đã có xương sáo tốt đi như đó. Mình cứ lần lượt mình làm hết từng loại pudding. Trong cái thời gian mà mình đợi trà nó ra là mình làm xong pudding rồi đó, làm xong topping rồi. Chúng ta cứ làm lần lượt từng loại pudding ha. Nếu mà mình uống một loại thì mình chỉ làm một lần thôi, còn cái này Hà thử cho mọi người nhiều vị thì Hà làm hết tất cả 4 cái topping bên Hà luôn. Bây giờ thì mình đã xong cái phần pudding với lại xương sáo rồi nè. Bây giờ thì cái bước tiếp theo là Hà sẽ lọc trà và bỏ trà sữa vô nha. Trời ơi, con của Hà nè, nó đòi ăn, vừa thấy là đòi ăn khóc um sùm á. Bây giờ Hà sẽ đi lấy. Đây, bây giờ là mình đã xong cái phần pudding rồi đó. Bây giờ là mình chuẩn bị lọc trà, làm trà sữa nha. Con của Hà nó nhìn thấy nè, nó đòi ăn liền luôn á. Ok, đợi mẹ xíu nha, mẹ lấy túi trà, mẹ lọc trà rồi đó, mẹ con nha.
đợi Hà một tí xíu nha. Đây là cái túi vải lọc trà đó, chị Hà Mai ở Việt Nam gửi qua cho Hà đó. Bây giờ thì Hà sẽ mở cái túi này ra để mà mình lọc trà nha. Hà lấy cái play, Hà bỏ vô một cái ca nè. Bây giờ là mình lọc trà ha. Sau khi 15 phút thì cái trà nó đã ra. Hà bỏ vô một cái ca nè. Bây giờ là mình lọc trà ha. Sau khi 15 phút thì cái trà nó đã ra rồi đó. Bây giờ mình lọc nè. Mình đổ vô. Các bạn nhớ là vắt hết trà nha. Vắt hết nước cốt trà luôn. Vì cái tinh chất đó nó mới ngon cái trà sữa của mình đó. Đã thu về được 500ml nước cốt trà. Mình sẽ bỏ tiếp theo là mình sẽ bỏ gói bột sữa nè. Gói bột sữa. Và gói đường vào nha. Nhà mình sẽ mở bịch và bỏ cái bột. Quẩy thần lên. Đây, thằng con vừa thấy mẹ làm xong một cái gì đó. Đợi một xíu. Đây, xong. Là mình đã có được một ca trà sữa nè. Được mấy người uống luôn nha. Siêu ngon luôn đấy. Bây giờ nó còn nóng á, nó sẽ chưa, nó còn lỏng á. Khi mà mình để tủ lạnh qua đêm á, nó sẽ đậm đà và nó đặc lại, nó béo, nó ngon hơn là mình uống nóng. Bây giờ nó sẽ còn nhạt. Còn các bạn uống nó ngon nữa thì bỏ vô vài viên đá cục á, nó sẽ giữ được cái độ béo và cái vị trà nó lâu hơn. Hà sẽ cho thêm hai viên đá cục vô. Nó sẽ giữ được cái độ béo và nó ngon hơn. Còn mình không bỏ cũng được cũng sao nha. No Evan. Xong là bây giờ mình đã có được ok mẹ cho uống, mẹ cho uống. Okay. Và pudding đó nó đặt lại trà sữa nguội. Là tối nay hay là ngày mai á là mình sẽ có được một ly trà sữa là full topping luôn á. Rất là ngon mà đầy đủ màu sắc cho các bạn thưởng thức luôn á nha. Ok. Này góp. Lần nào Hả nấu ra là cũng có khách đầu tiên luôn á. Đây, xong rồi đó. Hả đã xong trà sữa và pudding rồi. Bây giờ là mình chỉ cần đợi cho nó nguội. Cho pudding đặt lại, tất cả đặt lại là mình chỉ là có thể cắt ra và phụ thưởng thức rồi đó. Đúng ra là cái ly của nó đầy và nhiều hơn dư cái ly này. Dư cái bình này đó hơn cái bình này một chút. Mà tại vì Hả có khách đặc biệt đó. Nó đã uống hết một khúc rồi. À, Hà nấu hai vị trà sữa ha. Tại cái này là vị trà sữa thái xanh và cái này là vị trà sữa thái đỏ. Tại vì làm nhiều pudding, nhiều topping quá mà một cái vị trà sữa không á, một loại trà sữa không thì chắc chắn là bị dư topping, nên là nấu tới hai loại trà sữa là trà sữa thái đỏ và trà sữa thái xanh nha. À, bây giờ thì mình chỉ đang chờ đợi cho nó nguội nha, cho nó nguội thì mình sẽ làm tiếp ly trà sữa. Cậu chát cả nhà ơi, Hà đang quay cái điện thoại kia làm đã đề từ nãy giờ thì nó bị hết pin rồi. Cho nên Hà đổi qua cái điện thoại này, mất hết cái công đoạn mà Hà làm thành ly trà sữa rồi. Nhưng mà sorry mọi người, bây giờ thì đỡ là cái công đoạn là Hà đã làm xong rồi nha. Nè, đây là cái ly sinh sáo mà Hà đã làm thời sáng đó. Cắt ra và đây là bốn cái pudding á. Hà làm xong và đây là chân châu ăn liền á. Hà có chân châu nấu sẵn nữa nhưng mà tại vì nấu sẵn thì tốn một tiếng đồng hồ nó mới ngon, nên vì Hà làm cái chân châu ăn liền á, ăn cũng ngon lắm. Thì bây giờ là trà sữa của Hà nè, đã phu hết topping rồi đó. Ngon không? Đây là ly trà sữa thái đỏ ha. Ly trà sữa thái đỏ của Hà. Đây là ly trà sữa thái xanh hồi xưa Hà chưa nấu đó. Bây giờ Hà sẽ đem ra sân để chụp hình ha, chụp hình cho mọi người xem nó ánh sáng nó sẽ đẹp hơn là ở trong nhà Hà đang tối nè. Nửa set trà sữa nha. Nửa set trà sữa làm được 2 đến 3 ly bự ấp ủ vậy luôn nè. Nếu như mà mình để full topping, còn mình để ít topping thì mình sẽ tốn trà sữa nhiều hơn phải không? Nè, cái bình này là hồi trưa Hà nấu nè. Thằng con trai của Hà nó đã uống một miếng và Hà đổ góp vô cái ly này thì nó còn lại bao nhiêu đó đó. Là một cái combo trà sữa full topping đó là uống được nếu mà ly 24 ounce như thế này á là uống được có thể 6 ly, 7 ly, 5 ly tùy theo mình uống trà sữa nhiều, đá nhiều ít đá. Do mình á, mình làm nữa. Nè Hà làm nữa không? Là uống được một cái nửa set trà sữa Hà tặng thôi là uống được 2 đến 3 ly ha. Thấy không? Quá ngon không đây nè. Bây giờ thì Hà sẽ đậy cái nắp, nó có cái nắp nè ha. Đậy lại. Y chang tiệm nha, tại vì cái này là công thức từ tiệm của Hà đó.
cho nên bảo đảm là nó không khác gì tiệm đâu, mà nó còn tùy theo khẩu vị, nếu mà hợp thì nó còn ngon đấy ha. Đây Oh.